Một quán mà rất nhiều nghệ sĩ đình đám từng đến ăn. Mình đến gọi phần giá thấp nhất, đồ ăn sẽ như thế nào? Hãy cùng mình khám phá nha. Lẩu đây thì đa dạng giá để cho bạn chọn, từ hàng trăm cho đến hàng triệu. Chỗ này thì mình ăn cũng nhiều lần rồi, nhưng lần này mình sẽ gọi một cái phần hải sản thập cẩm. Giá rẻ nhất là 99.000. Phần này thì bao gồm một dĩa rau, có 3 con tôm, mực, thịt bò, chả cá và đậu hũ phô mai. Ngoài ra thì ăn kèm có phần bún nữa. Nếu mà bạn gọi nhiều món thì phần này mình thấy ăn 2 người cũng rất là ok luôn. Tại vì mình đi 3 người mà cái miệng đứa nào cũng ăn rất là nhiều, cho nên đã kêu thêm 2 phần thịt bò nữa. Nước lẩu này đậm đà. Về nước chấm thì mình nghĩ ai mà ăn ở đây rồi thì sẽ biết nó rất là độc quyền và không giống bất kỳ chỗ nào hết. Tiếp theo là một cái phần tôm sú rang muối, khi đem ra thì cuối cùng mình cũng không biết đây là rang muối hay là rang tỏi nữa. Nhìn vô toàn là tỏi thơm không à, mà cho nhiều nữa chứ. Quán cho vậy là mình thích lắm. Review cho các bạn thì kiếm phần rẻ, nhưng bây giờ là phần của mình ăn nha. Là một cái phần miếng cua, cái miếng thì thấm đậm nước sốt, có độ dai mà không bị dính lại. Về con cua thì khá là bự, cái càng thì ú nu ú nần. Chấm một miếng nước sốt trắng hết cái thịt cua. Trời ơi, tao nói nó đã gì đâu luôn á. Về nước thì mình gọi một cái ly trà sữa 10.000. Ừ thì nó có trà sữa thôi chứ không có topping gì hết trơn. Cái mùi thơm, vị ngọt béo, uống cũng khá là ngon. Và đây là một cái quán mình nghĩ cũng đáng để cho bạn lùi danh sách nha.